đi cùng với những cái tên như chùa Thiên Mụ, Huyền Không, chùa Từ Hiếu từ lâu đã trở thành một trong những điểm du lịch tâm linh mà bạn nhất định không thể bỏ lỡ nếu đi du lịch Huế. Nơi đây luôn có sức hút với cả du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là với những ai dành sự yêu thích cho giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống. Chùa Từ Hiếu, Từ Hiếu Tự, còn có tên gọi khác là chùa Thái Giám, vì đây từng là nơi an dưỡng về già của nhiều quan thái giám triều đình. Nét hoang sơ, cổ kính cùng với những câu chuyện thâm đẫm tình người của ngôi chùa này thực sự làm lay động bất cứ ai một lần viếng thăm. Chỉ cách trung tâm thành phố 5 km, nằm tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, trên trục đường viếng lăng Tự Đức, ngôi chùa ẩn mình trong một rừng thông trên đồi với phong cảnh sơn thủy hữu tình, hoang sơ thơ mộng. Nhắc đến lịch sử chùa Từ Hiếu, có thể nói đây là một trong những ngôi chùa cổ kính và lâu đời nhất tại vùng đất cố đô. Vào năm 1843, hòa thượng Nhất Định đã đến Huế để lập nên thảo am an dưỡng, để tiếp tục con đường tu hành và nuôi dưỡng mẹ già. Theo truyền thuyết, tên gọi Từ Hiếu xuất phát từ việc vua Tự Đức cảm phục tấm lòng chi hiếu với mẹ của hòa thượng Nhất Định. Dù là bậc chân tu nhưng lúc mẹ già đau yếu, hòa thượng vẫn không ngại lời đàm tiếu, hàng ngày đều đến chợ mua cá về nấu cho mẹ. Chùa cũng là nơi có nhiều thái giám triều Nguyễn quy y. Sau ngày nhà sư Nhất Định viên tịch năm 1848, các thái giám đã quyên góp tiền xây dựng một ngôi chùa ba gian hai trái, vách xây sườn gỗ mái ngói, với nhà lập nghĩa nằm bên phải, nhà ái nhật bên trái, được vua Tự Đức ban tặng tấm biển đề sắc tứ Từ Hiếu Tự. Bức hoành sắc tứ Từ Hiếu Tự hiện nay được tái tạo thời Bảo Đại từ bức hoành thời Tự Đức nguyên niên đặt giữa chánh điện. Chùa được đại trùng tu trong các năm 1894 đến năm 1895, làm thêm tiền đường, nhà khách, nhà hậu, kết thành lối kiến trúc truyền thống chư khẩu và dựng bia chùa. Năm 1931, chùa được trùng tu, làm lại bằng xi măng cốt thép, xây thêm cổng tam quan hai tầng mái, đào hồ bán nguyệt trước cổng chùa để nuôi cá cảnh, thả sen, súng. Khuôn viên chùa rất rộng, tính tổng thể có khoảng chừng 50.000 m². Trước chùa là đồi thông tĩnh mịch, khe nước uốn lượn, khung cảnh tự nhiên thơ mộng. Trên đồi thông có tháp Bồ Đề cổ kính, xây từ năm 1896, là nơi tàng trữ những pháp khí, pháp tượng và kinh sách đã bị hư nát. Phía đông khu đồi thông là lăng bà Phi Chiêu Nghi Trần Thị Xả với tấm bia cổ, một kiến trúc duy nhất trong số lăng tẩm của gia đình các chú Nguyễn ở Huế thoát khỏi sự tàn phá của nhà Tây Sơn. Sân chùa có hai nhà bia hình lục giác ở hai bên. Trên tấm bia tại chùa Từ Hiếu còn ghi rõ, Từ là đức lớn của Phật, nếu không Từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại, Hiếu là đầu hạnh của Phật, nếu không Hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời. Trong vườn chùa còn có mộ tháp của Tổ Nhất Định và khuôn viên an nghỉ của các vị thái giám triều Nguyễn. Mãi cho đến bây giờ, nghĩa trang của những người dành cả đời phục vụ trong chốn cung cấm vẫn được đặt tại đây, trở thành một trong những điều độc nhất vô nhị của chùa Từ Hiếu. Nghĩa trang rộng khoảng 1.000 m², có tường bảo vệ bao quanh vững chắc. Các ngôi mộ được xếp thành ba hàng theo cấp bậc, chức vụ của quan thái giám xưa. Ở giữa nghĩa trang còn có thêm tấm bia khắc những công lao của họ đối với triều đình lúc bấy giờ. Cấm cung cố sự, có lẽ họ là lớp người chiếm số lượng ít nhất và không thể xác định trong đời sống xã hội phong kiến. Họ không thuộc về bất kỳ một giai cấp nào, bởi sinh ra để làm nô bộc, nhưng ân sủng và quyền hạn đạt được rất lớn, đôi khi còn lấn át cả các bậc công hầu. Họ là các thái giám, suốt đời sống trong cung cấm nhưng không được bàn dự việc triều đình. Họ chẳng thuộc hàng quan lực, cũng không mấy khi được ló mặt ra đường, tên tuổi họ không thuộc về chính sử. Không có con kê nối dõi, số phận còn bắt họ phải chối bỏ họ hàng quyến thuộc, nên khi lìa đời, họ cũng chẳng có kẻ khói hương. Sinh ra trong khiếm khuyết, các thái giám ra đi trong quên lãng. Vết tích duy nhất về họ còn lưu lại đến ngày nay là vài mươi ngôi mộ ẩn sau bốn bức tường rêu phủ nằm trong khuôn viên chùa. Thân phận, những kẻ mặc áo lụa xanh để tổ chức quản lý đám cung tần mỹ nữ quá đông đúc và rắc rối trong hậu cung, một lớp thái giám đã được đưa vào Tử Cấm Thành. Công việc của họ là hầu hạ nhà vua trong các công việc liên quan đến chuyện gối chăn. Họ phải sắp xếp thứ tự lên danh sách các phi, tần và sắp xếp lịch giờ để vua, ngự dâm. Mỗi lần vua treo đèn lồng đỏ tại phòng của phi tần nào, các thái giám đều phải cẩn thận ghi chép lại danh tính của bà phi đó cùng với giờ giấc, ngày tháng cẩn thận để sau này nếu bà phi có con với vua sẽ được xác nhận, tránh sự nhầm lẫn tai hại có thể xảy ra. Một số thái giám khác được điều sang phục dịch, hầu hạ các cung phi hoa bụa của vua đời trước tại cấm cung hoặc các lăng tẩm. Để phân biệt với lớp quan lại, họ được cấp một loại trang phục riêng bằng lụa xanh, dệt hoa trước ngực, đội một thứ mũ cứng hoặc khăn đóng. Khi sống, họ lo phục dịch trong Tử Cấm Thành hoặc lăng tẩm. Đến khi già yếu, họ buộc phải rời đại nội, ra dưỡng bệnh hoặc nằm chờ chết tại một tòa nhà ở phía bắc hoàng thành, gọi là cung giám viện, không được chết cùng nơi vốn là chốn dành riêng cho vua chúa hoặc hoàng gia. Dưới triều Gia Long, các thái giám vẫn còn được tham gia quốc sự.
Ngay từ khi mới xưng vương ở miền Nam, Gia Long đã đặc biệt tin cẩn, cất nhắc một thái giám Lê Văn Duyệt. Phủ Nguyễn Ánh lập nhiều công trọng nên khi Gia Long lên ngôi, Lê Văn Duyệt đã được phong tổng trấn Gia Định Thành, thực quyền như một vị phó vương tại phương Nam. Theo bài viết của công sứ A, là Bóc đăng trong tập 5 bộ B, AKH, những người bạn của Cố Đô Huế, năm 1918 thì đến triều Minh Mạng, tả quân Lê Văn Duyệt đã bị tân vương ghét bỏ vì hai lý do. Thứ nhất là vì ông ủng hộ hoàng tử Anh, cháu nội của dòng chính lên ngôi vua, phản đối sự kế vị Gia Long của hoàng tử Đảm, vua Minh Mạng. Tiếp đó, với tư cách một đại thần đương triều, tả quân Lê Văn Duyệt đã công khai chỉ trích thái độ bài Tây ngược với Gia Long của vua Minh Mạng. Ngoài ra, ông còn bị coi là ngông nghênh, hỗn xược khi quân dù không tuyên dụ khi đến trước tân vương vẫn giữ đặc ân của tiền triều là nhập triều bất bái. Đã thế, phó vương còn cả gan giết cả Huỳnh Công Lý, cha của một sủng phi của hoàng đế Minh Mạng. Tuy nhiên, do uy tín, vị trí của Lê Văn Duyệt tại Nam Kỳ quá lớn nên sau khi ông mất, 1832, hành động trả thù của vua Minh Mạng mới diễn ra. Hàng loạt bà con thân thích, tay chân của Lê Văn Duyệt đã bị bãi chức tống mục. Phần nào, nó là nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn do Lê Văn Khôi con nuôi của Lê Văn Duyệt khởi xướng. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, bạo loạn Lê Văn Khôi đã bị dập tắt. Từ mối ác cảm này đồng thời để hạn chế sự lộng hành của các thái giám, ngày 17 tháng 3 năm 1836, vua Minh Mạng đã ban bố một tờ dụ khắc vào bia văn miếu ở Huế, trong đó quy định rõ các thái giám tuyệt đối không được tham gia triều chính, không được xếp vào quan phẩm. Thay vào đó, đội ngũ thái giám được chia thành 5 đẳng trật, thủ đẳng, thứ đẳng, trung đẳng, á đẳng và hạ đẳng. Mỗi đẳng trật lại chia thành 2 cấp với bổng lộc hàng tháng từ 24 quan tiền, 24 bát gạo đến 72 quan tiền và 72 bát gạo. Đến đời vua Thành Thái năm thứ 2, 1890, chế độ lương trả bằng tiền và lúa bị xóa bỏ, thay bằng lương trả chỉ bằng tiền với 7 mức từ 180 đồng đến 540 đồng một năm. Trở thành thái giám, tuy bản thân không đạt được vinh dự như hàng quan tước, song các thái giám vẫn có thể đem lại cho cha mẹ, họ hàng của họ những quyền lợi nhất định. Những thái giám thuộc 3 đẳng trật cao nhất, quảng vụ, điền sự, kiểm sự và phụ nghi, có thể xin chức nhiêu phụ cho cha hoặc miễn nhiêu cho em, cháu để họ được miễn thuế và miễn phục dịch cả đời. Dưới 3 bậc này, cái thái giám không được xin cho cha, chỉ được xin cho em hoặc cháu. Có 2 loại thái giám là giám sinh và giám lặt. Giám lặt là những người bình thường chấp nhận bị thiến để được vào cung sống bên cạnh hầu hạ các bà, đề phòng xảy ra sự cố. Giám sinh là những người bẩm sinh ngay từ khi mới chào đời đã không có sinh thực khí, dù của đàn ông hay của đàn bà. Luật triều Nguyễn năm Minh Mạng thứ 16, 1836, quy định khi có giám sinh chào đời, cha mẹ đứa trẻ phải báo ngay cho làng, xã để lập danh sách báo lên cho bộ lễ nắm. Khi đứa trẻ lên 10, bộ lễ sẽ đưa nó vào cung, dạy dỗ đứa trẻ đầy đủ những lễ nghi phức tạp về kiến thức, cách xử sự trong hoàng cung để khi nó lớn lên thì tuyển vào đội quân thái giám. Làng nào giấu giếm, giám sinh sẽ bị phạt nặng. Ngược lại, làng nào có giám sinh, nghiễm nhiên sẽ được miễn thuế 3 năm, xem như có đại phúc. Vì thế, những đứa trẻ giám sinh khiêm khuyết không những không bị coi thường mà còn được dân làng cung kính gọi tên là ông bộ. Tài liệu của công sứ A, là Bóc ghi nhận trong dân quê một số vùng, người ta vẫn thường bảo nhau bằng câu cửa miệng ăn mà đẻ ông bộ cho làng nhờ. Không có tài liệu nào ghi chép chính xác số lượng thái giám trong mỗi đời vua triều Nguyễn, nhưng ước lượng ở giai đoạn đầu, mỗi triều thường xuyên có khoảng 200 cả giám sinh lẫn giám lặt. Đến đời vua Thành Thái, năm 1879 đến năm 1954, số lượng thái giám giảm hẳn, chỉ còn lại 15 người. Đến triều vua Duy Tân, năm 1899 đến năm 1945, vua chỉ duy nhất một lần nạp thiếp bà Hoàng Quý Phi Mai Thị Vàng, cho nên các thái giám bị thất nghiệp. Đến năm 1914, việc tuyển chọn thái giám thật sự chấm dứt, chỉ còn lại 9 vị thái giám còn được lưu lại trong cung để sống nốt những ngày cuối cùng của năm tháng tuổi già. Vua Khải Định, năm 1885 đến năm 1925, thể chất ốm yếu, hầu như không ham muốn chuyện phòng the. Ông chỉ có duy nhất một người con là hoàng tử Vĩnh Thụy, lên ngôi lấy niên hiệu Bảo Đại. Vị hoàng đế cuối cùng này của triều Nguyễn nổi tiếng đào hoa đi mây về gió. Nhưng năm 1934, dưới sự sắp xếp của khâm sứ Trung Kỳ Trác, người đỡ đầu của Bảo Đại trong thời gian học tập tại Pháp, ông đã cưới cô Nguyễn Hữu Thị Lan, vốn là con gái một gia đình công giáo toàn tòng nên chuyện đa thê trên hình thức Bảo Đại đành chịu bị cấm tiệt. Ông cũng là vị hoàng đế duy nhất của triều Nguyễn tấn phong hoàng hậu, vì ngoài Nam Phương hoàng hậu, trên danh nghĩa ông nào có phi tần nào khác nữa đâu. Do đó, dưới triều hai ông vua này, việc khôi phục lại đội ngũ thái giám đã trở nên không cần thiết, cũng không còn ai bàn tới. Vĩnh viễn, một lớp người từng tồn tại cả ngàn năm trong lịch sử phong kiến Việt Nam đã biến mất. Khoảng những năm 1950, vị thái giám cuối cùng còn sót lại cũng quy tiên vì tuổi tàn lực kiệt. Phế tích và hồi ức. Tam cung, lục viện không còn. Cung giám viện nơi ở của các thái giám xưa chỉ còn lại một nền gạch đổ nát.
cái còn lại chỉ là đôi chút hoài niệm ngậm ngùi về một lớp người mang thân phận của những chiếc bóng. Hình ảnh của các thái giám còn lưu lại đến tận ngày nay là một vài tấm ảnh trên những tấm bưu thiếp do Collection Zierfield, Hà Nội ấn hành 1907 đến 1908. Ngoài ra, những người hoài cổ còn có thể tìm thêm được một di tích hiếm hoi khác về các thái giám, đó là chùa Từ Hiếu. Sau 4 bức tường rêu phủ nằm lần khuất giữa rừng đầy cỏ hoang hoặc hoa dại là 23 mộ phần của các thái giám, trong đó có 2 mộ đã được bốc vải, 3 mộ không để bia, số còn lại là những mộ phần được xây cất tử tế. Bia mộ chỉ đơn giản ghi mỗi cái tên người đã khuất mà không ghi gì thêm, dù chỉ một dòng năm sinh, năm mất hay quê hương bản quán. Sống lặng lẽ họ cũng ra đi lặng lẽ, những tâm sự buồn vui, phiền muộn của một kiếp người đều theo họ vùi sâu vào đáy mộ. Chỉ có tấm bia đá dựng trước cổng nghĩa trang phủ dày rêu là vẫn còn đọc được, giúp nhân gian biết được về họ chung trong một nỗi niềm. Bia đề: trong đời sống, chúng tôi tìm thấy ở đây sự yên bình. Khi ốm đau, chúng tôi lui về đây và sau khi chết, chúng tôi sẽ được chôn chung ở đây. Dù sống hay chết, chúng tôi vẫn tìm thấy được ở nơi đây sự yên bình. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi viếng thăm chùa Từ Hiếu.